Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 10 tháng 9, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lần đầu tiên hội nghị đối thoại doanh nghiệp thành phố tập trung giải quyết kiến nghị của hơn 10 doanh nghiệp thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố. Sâu độc thân bùng phát gây hại đe dọa năng suất lúa mùa. Khắc phục tình trạng ô nhiễm tại mương thoát nước hở trên đường Vũ Trí Thắng, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9. Lần đầu tiên kỳ đối thoại tập trung giải quyết kiến nghị của hơn 10 doanh nghiệp thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố. Lần đầu tiên, các kiến nghị tại hội nghị không chỉ tập trung tới những vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, mà còn liên quan tới các cơ chế chính sách của thành phố cần tháo gỡ hiện nay. Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích đề nghị thành phố trợ giá khi đặt hàng để thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công. Trong khi đó, công ty cổ phần điện chiếu sáng Hải Phòng đã nêu những con số về thực trạng xuống cấp hệ thống cột điện, lạc hậu của mạng lưới điện chiếu sáng trên địa bàn thành phố, ảnh hưởng cuộc sống dân sinh. Đối với việc cho vay các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố kiến nghị thành phố bổ sung thêm vốn ngân sách ủy thác để triển khai chương trình này. Các kiến nghị được đánh giá liên quan trực tiếp tới đời sống người dân, sự phát triển của thành phố, được đông đảo doanh nghiệp quan tâm và đề xuất ở từng lĩnh vực cụ thể. Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức đối thoại chuyên đề về những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp như nguồn lực, thủ tục hành chính, có trách nhiệm của nhiều sở ngành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành đề nghị các đơn vị liên quan tiếp nhận các kiến nghị mới và khẩn trương giải quyết những kiến nghị còn dở dang, sớm tổng hợp và báo cáo gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố để trả kết quả cho doanh nghiệp. Với những cam kết tại hội nghị, cần sớm thực hiện ngay sau kỳ đối thoại, tránh tồn đọng, ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, chiều nay đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tham gia lấy ý kiến xây dựng dự thảo luật Công an Nhân dân sửa đổi. Tới dự có đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy cùng đại diện các sở ngành liên quan. Dự thảo luật Công an Nhân dân sửa đổi gồm 7 chương 48 điều. So với luật Công an Nhân dân năm 2014, dự thảo luật đã bổ sung 4 điều, sửa đổi bổ sung 31 điều, bỏ 1 điều. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý về từ ngữ, cấu trúc văn bản và một số điều quy định của dự thảo, góp ý về việc cần thiết trong tinh giảm bộ máy, tổ chức, bổ sung điều cấm đối với Công an Nhân dân, quy định cụ thể hơn cho chức năng quyền hạn của Công an từng cấp và thủ tục phong thăng cấp hàm trong Công an Nhân dân, trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp đối với lực lượng Công an xã. Những ý kiến tại hội nghị sẽ được Văn phòng đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp trình tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 sắp tới. Sau 8 tháng thực hiện nghị quyết số 31 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công, thành phố tiếp tục quan tâm và ưu tiên cho các dự án cấp bách quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao vị thế của thành phố, trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế xã hội. Nguồn vốn ngân sách được tập trung đầu tư vào các dự án chuyển tiếp như dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm, dự án đầu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc, dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng, dự án thoát nước mưa nước thải và quản lý chất thải rắn giai đoạn 1, dự án xây dựng trục đường Hồ Sen cầu Giao 2. Đóng góp lớn vào vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách do địa phương quản lý là nguồn cân đối ngân sách thành phố. 8 tháng năm 2018 đạt hơn 3.766 tỷ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ, trong khi nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu vẫn giảm mạnh. Đây là sự nỗ lực rất lớn trong cân đối thu chi, tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình dự án trọng điểm của thành phố. Tại cuộc kiểm tra công trình thi công nút giao Tân Vũ thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện Hải Phòng hôm 31 tháng 8 vừa qua, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án phải tập trung thi công, hoàn thành và thông xe kết nối với công trình cầu vào cuối năm nay. Hạng mục nút giao Tân Vũ được triển khai thi công từ tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tiến độ thi công dự án đã bị chậm 2 tháng so với kế hoạch do vấn đề kỹ thuật phát sinh trong khi thi công phải điều chỉnh. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 tăng cường lực lượng ngày đêm kiểm tra, giám sát xử lý vướng mắc cho nhà thầu thi công,
việc gì vượt thẩm quyền thì báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải. Ngoài trừ nguyên nhân khách quan bất khả kháng là vì thời tiết, Bộ Giao thông Vận tải không chấp nhận bất kỳ lý do chậm tiến độ nào. Đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện nằm trên trục giao thông quan trọng từ đảo Cát Hải đi qua bán đảo Đình Vũ vào thành phố Hải Phòng theo quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng, đồng thời nối liền cảng cửa ngõ Lạch Huyện với hệ thống đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng và quốc lộ 5. Điểm đầu của dự án nằm tại nút giao Tân Vũ thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, điểm cuối là điểm tiếp giáp với cảng cửa ngõ Lạch Huyện. Thời gian qua, chủ trương của thành phố hỗ trợ xi măng cải tạo nâng cấp đường ngõ ngách đã được quận Lê Chân nghiêm túc triển khai, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao của nhân dân. Chỉ trong thời gian ngắn, diện mạo đô thị quận Lê Chân đã đổi thay rõ nét, khang trang, xanh, sạch đẹp. Hơn 11 km tương đương 124 tuyến đường ngõ xuống cấp đã được nâng cấp cải tạo. Hơn 200 bóng đèn chiếu sáng đã được lắp đặt thay mới. Hơn 600 cây bóng mát đã phủ xanh các tuyến phố. Chưa bao giờ diện mạo đô thị quận Lê Chân lại khởi sắc như hiện nay. Sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ kịp thời của thành phố đã tạo động lực để nhân dân đồng thuận, quyết tâm cao thực hiện hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống dân sinh. Trong cái thực hiện cái nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân thành phố thì được sự quan tâm của phường và các cấp thì nói chung là đã cùng với lại kết hợp với lại tổ dân phố 2 chúng tôi và giao cho hội phụ nữ đứng ra trồng những như một cái dải cây xanh và tất cả trong cái vực nó rất là đẹp và nói chung là người dân ở đây chúng tôi là rất phấn khởi được cái vấn đề là nó thay đổi cái môi trường sáng xanh sạch đẹp. Có một số hộ thì cũng có ý kiến là vì nhà hiện nay đấy nhà đang đòn bằng mặt ngõ, thế mà lưng cao từ 12-15 phân thì nhà bị thấp. Bây giờ thành phố đang cung cấp xi măng thì chúng ta làm, thế còn gia đình thì có thể sau này chúng ta nâng lên. Thế chứ còn bây giờ mà chỉ một vài gia đình mà chúng ta không làm thì là ngõ là ảnh hưởng. Nên bà con là rất vui vẻ. Theo kế hoạch, quận Lê Chân sẽ hoàn thành cải tạo đường ngõ chỉnh trang đô thị trong tháng 8. Tuy nhiên, do việc cung cấp vật tư theo cơ chế hỗ trợ của thành phố thời gian gần đây chậm lại, nên tại nhiều khu phố, mặc dù đã hoàn thành việc đóng góp kinh phí, song người dân vẫn chưa thể triển khai thi công theo kế hoạch. Trong những ngày tới, Ủy ban nhân dân quận mong muốn các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục bổ sung kịp thời xi măng, đèn chiếu sáng và cây xanh để bảo đảm tiến độ thực hiện chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng thành phố Hải Phòng sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thủy Nguyên quật khởi và phong trào phụ nữ Thủy Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã và đang triển khai hiệu quả mô hình xây dựng tuyến đường hoa, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhiều tuyến đường hoa đã được hình thành qua phong trào đó. Với mong muốn có được con đường đầy màu sắc và mang lại sức sống mới, hội viên phụ nữ xã An Lư đã bỏ ra nhiều công sức và thời gian để chọn giống hoa, trồng và chăm sóc. Trong đó, hoa giấy, loại cây có sức sống tốt, thích ứng môi trường, thời tiết đã được chọn trồng. Tuyến đường hoa được hình thành đã mang lại diện mạo sắc thái mới cho làng quê, không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi như trước. Ý thức của người dân về chăm sóc và bảo vệ môi trường được nâng cao, góp phần xây dựng nông thôn mới. Là hưởng ứng về trồng cây xanh ở khu công viên cũng như là các tuyến đường khu dân cư thì mình cũng đã khảo sát và lựa chọn cái tuyến đường chính là ở trước cổng ủy ban để làm điểm trước thì để trồng những cây xanh thay thế những cây cỏ dại mọc ven đường cũng như là bảo vệ môi trường. Hiện nay ở nhiều xã trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, những tuyến đường hoa đang thay thế cho những vạt cỏ ven đường và những bãi rác tự phát trước đây. Mô hình xây dựng tuyến đường hoa từng bước tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp đã góp phần tích cực cùng với các cấp các ngành thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đưa huyện Thủy Nguyên về đích nông thôn mới trong năm 2019. Hiện nay trên đồng ruộng, trưởng thành sâu độc thân 2 chấm lứa 5 đang vũ hóa rộ và đẻ trứng trên tất cả các trà giống lúa. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật cho biết, mật độ sâu độc thân 2 chấm vụ này cao gấp khoảng 5 lần so với các vụ trước. Cùng với nạn chuột hại và dây lưng trắng mang virus lùn sọc đen phát triển mạnh, thì sâu độc thân 2 chấm cũng là một trong những đối tượng nguy hiểm có thể gây thiệt hại về năng suất lúa. Công tác phòng trừ sâu độc thân 2 chấm được cơ quan chức năng chỉ đạo tập trung cao bắt đầu từ hôm nay. Qua điều tra của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, những ngày qua trưởng thành sâu đục thân 2 chấm lứa 5 đang vũ hóa rộ và đẻ trứng.
Mật độ trưởng thành phổ biến từ 0,1 đến 0,2 con trên 1 mét vuông, nơi cao 1 đến 2 con trên 1 mét vuông. Cá biệt có nơi 5 con trên 1 mét vuông. Trên các chà lúa trong giai đoạn làm đồng, mật độ ổ trứng đang ở mức khá cao, ước tính gấp 5 lần so với các vụ trước. Diện phân bố cũng rộng hơn so với cùng kỳ lứa năm 2017. Hiện nay thì sâu trưởng thành sâu thân 2.5 đã đang vũ hóa rộ trên đồng ruộng, đặc biệt trên các cái chà lúa mà đang đồng già đến nứt bẹ. Đây là một đối tượng dịch hại nguy hiểm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa mùa nếu không được phòng trừ kịp thời. Đặc biệt là năm nay cái sâu thân 2.5 là mật độ cao gấp 5 lần so với năm 2017. Cũng qua điều tra trên đồng ruộng cho thấy, từ ngày 7 tháng 9, sâu non lứa 5 đã bắt đầu nở rải rác. Sâu non được dự báo nở rộ từ ngày 10 tháng 9, gây bồng bạc cho các chà lúa chỗ từ ngày 10 tháng 9 trở đi. Nếu công tác phòng trừ sâu không được tổ chức thực hiện tốt, thì sâu đục thân 2 chấm sẽ gây hại nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa mùa. Để phòng trừ hiệu quả cái đối tượng này, thì đề nghị bà con lưu ý một số vấn đề. Thứ nhất là phải phun đúng thời điểm khi lúa đồng già đứt bẹ cho đến thấp thò chỗ. Với những cái diện tích có mật độ cao trên 0,5 ổ trứng trên mét vuông thì chúng ta phải tiến hành phun kép 2 lần, lần sau cách lần trước khoảng 5 đến 7 ngày. Cái thứ hai nữa là bà con nông dân phải sử dụng bình bơm đúng kỹ thuật, sử dụng thuốc đặc hiệu để phun trừ sâu đục thân. Và đặc biệt là khi phun thuốc mà nếu thời tiết gặp mưa sau 3-4 giờ thì phải phun lại mới đảm bảo hiệu quả. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu đục thân 2 chấm gây ra trong vụ mùa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, quận có sản xuất lúa. Theo đó, công tác phòng trừ sâu đục thân 2 chấm cần phải được các địa phương chỉ đạo quyết liệt từ ngày 10 tháng 9 trở đi. Giai đoạn này, lúa nứt bẹ đến thấp thò chỗ. Nếu không được phòng trừ hiệu quả, sâu non di chuyển xuống thân đồng và cắn ngang thân, gây bồng bạc, ảnh hưởng đến năng suất lúa. Biện pháp hữu hiệu nhất trong phòng trừ sâu đục thân 2 chấm là ngắt ổ trứng trước khi phun. Mỗi ổ trứng sâu đục thân 2 chấm có thể nở từ 70 đến 100 con sâu non. Nếu không được phòng trừ tốt thì khả năng sâu đục thân 2 chấm sẽ gây mất mùa cục bộ trong vụ mùa. So với các loại bệnh gây hại trên lúa khác thì lùn sọc đen cũng được xem là bệnh rất nguy hiểm bởi chưa có thuốc diệt trừ. Bệnh lây truyền từ cây chủ mang bệnh thông qua môi giới truyền bệnh là rầy lưng trắng. Rút kinh nghiệm từ vụ mùa năm trước nhằm hạn chế sự phát sinh gây hại của bệnh này, ngay từ đầu vụ mùa năm 2018, huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tập trung triển khai nhiều biện pháp để phòng trừ. Là hộ dân từng chịu thiệt hại do bệnh lùn sọc đen ở vụ lúa mùa năm 2017. Thời điểm này, khi được khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, bà Phan Thị Bím ở thôn Lập Trù, xã Tiên Thắng thường xuyên thăm đồng, kiểm tra lúa, phát hiện và có biện pháp xử lý ngay đối với những khóm lúa có hiện tượng mắc bệnh. Cũng theo khuyến cáo của phòng nông nghiệp đấy thì là bơm dày thì chúng tôi đã bơm 4 lượt rồi, thì là mới hội thảo đầu bờ thì các cô ở trên huyện đấy là khuyến nông đấy là khuyến cáo chúng tôi lại bơm dày tiếp đợt nữa. Vụ mùa năm 2017 cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện, xã Tiên Thắng có hơn 19 hecta bị thiệt hại do bệnh lùn sọc đen. Rút kinh nghiệm từ vụ trước, vụ mùa năm nay với 425 hecta lúa mùa, xã đã tích cực triển khai các biện pháp phòng diệt trừ mầm bệnh một cách hiệu quả. Đối với diện tích bị nặng đấy thì theo quan điểm chỉ đạo của địa phương là động viên nhân dân là nhổ bỏ vùi những cái khóm lúa bị nụi. Thế còn những cái diện tích mà mới phát hiện và có cái triệu chứng thì đề nghị nhân dân là tăng cường công tác kiểm tra. Nếu phát hiện có rầy lưng trắng thì tập trung phun trừ ngay để hạn chế cái việc lây lan sang các diện tích những cái cây khỏe từ truyền từ cây bệnh sang cây khỏe. Vụ mùa 2017, huyện Tiên Lãng có 300 hecta lúa mất trắng do bệnh lùn sọc đen, trên 800 hecta bị ảnh hưởng. Nhận thức rõ những thiệt hại to lớn do bệnh lùn sọc đen gây ra trong vụ lúa mùa, ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc tiêu hủy mầm bệnh trên những diện tích cấy lúa vụ mùa năm trước bằng cách cày vùi, rải vôi bột, không để lúa chết tái sinh. Nhờ đó, đến cuối tháng 8, toàn huyện phát hiện khoảng 500 hecta xuất hiện bệnh, tỷ lệ đạt từ 2 đến 5%, so với thời điểm này năm ngoái thấp hơn 15 lần. Hiện nay thì cái bệnh lùn sọc đen ấy nó phát triển khá là nhanh. Tuy nhiên ấy thì cũng không vì thế mà chúng tôi lo lắng, cũng sẽ cố gắng là tham mưu cho Ủy ban huyện tập trung chỉ đạo hướng dẫn các bà con nông dân tăng cường các biện pháp
để phòng chống. Song song với đó thì cũng hướng dẫn bà con nông dân tiếp tục chăm sóc bằng các biện pháp như là bổ sung phân bón, rồi là tưới nước để cho nó cây lúa nó sinh trưởng khỏe, hạn tăng sức đề kháng. Để hạn chế tình trạng lây lan của bệnh lùn sọc đen nguy hiểm trên lúa mùa, cùng với các cơ quan chức năng, bà con nông dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu bệnh trên đồng ruộng để phòng trừ kịp thời nguồn gây bệnh lùn sọc đen, bảo đảm năng suất và chất lượng vụ lúa mùa năm 2018. Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại Trung Quốc. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam. Tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi được xác định đã ảnh hưởng đến 12 quốc gia trên thế giới. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh trên loài lợn, tỷ lệ chết cao, gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất. Để chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của virus dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ việc buôn bán vận chuyển và các sản phẩm của lợn nhập lậu qua biên giới không rõ nguồn gốc. Kiên quyết xử lý vi phạm, tăng cường theo dõi giám sát đàn lợn tại địa phương, chú trọng các địa bàn có nguy cơ cao. Tổ chức tuyên truyền để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán vận chuyển các sản phẩm của lợn nhập lậu, không mua bán lợn sản phẩm của lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối qua, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại mương thoát nước Hở trên đường Vũ Trí Thắng, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân sống quanh khu vực. Và ngay trong sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng đã ra quân dọn vệ sinh lòng mương để giảm thiểu tình trạng ách tắc dòng chảy của tuyến mương này. Điều đáng nói ở đây là việc làm này thường xuyên được ngành thoát nước Hải Phòng thực hiện, nhưng chỉ sau một đêm, rác thải lại ngập tràn dòng kênh như cũ do sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân. Những chiếc xe chở rác được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị tập kết tại đây để chứa rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, rác thải sinh hoạt lại không đáng là bao, mà chủ yếu là rác thải công nghiệp, rác thải xây dựng, được người dân và doanh nghiệp mang ra đây đổ trộm mỗi đêm. Đổ trên bờ kênh không đủ, họ hất cả xuống lòng mương. Chúng tôi cũng cắt cử công nhân làm liên tục để đảm bảo được cái chất lượng môi trường để phục vụ nhân dân, nhưng tuy nhiên nhưng không thể phục vụ được hết, bởi vì là người dân vẫn cứ mang đây vất và cứ đổ trộm 24/24. Cứ lúc nào vắng công nhân là đổ, thế nên là lực lượng công nhân chúng tôi không đủ để giải ra để thu gom. Do vậy là chúng tôi cũng có cái một số kiến nghị với các cơ quan chính quyền địa phương là phải tăng cường cái công tác quản lý, hỗ trợ công ty môi trường để quản lý một số cái hộ là không có ý thức. Trước đây lòng mương này rộng khoảng 7 mét, nhưng đến nay đã bị rác thải vùi lấp chỉ còn khoảng 2 mét. Đây là mương thoát nước Hở, tiêu thoát nước mưa, nước thải của tuyến đường Vũ Trí Thắng và khu vực xung quanh về trạm bơm Vĩnh Niệm. Tuy nhiên, do lòng mương bị thu hẹp, nên những năm gần đây, khu vực này thường xuyên xảy ra ngập lụt khi có mưa lớn. Mặc dù cơ quan chuyên ngành thường xuyên nạo vét lòng mương, thu gom rác thải để dòng chảy không bị cản trở, tuy nhiên, hiệu quả không được bao lâu, bởi chỉ sau một đêm, rác lại ngập lên như cũ. Mặc dù các hộ dân sống quanh khu vực đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị với chính quyền địa phương về tình trạng ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đời sống, các đơn vị chức năng cũng đã nỗ lực vào cuộc để khắc phục, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được cải thiện. Vấn đề là ở chỗ chính quyền địa phương phải đề cao trách nhiệm quản lý địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan khu vực, bảo vệ môi trường sống cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chuyển sang các thông tin kinh tế. Trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may thành phố đạt 709 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 27,5% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục là mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang thị trường nhiều nước trên thế giới. Đây là tín hiệu lạc quan để ngành này phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu vượt kế hoạch trong năm nay. Kết quả này đã đưa kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của ngành dệt may đạt hơn 341,7 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 45,8% so với cùng kỳ năm trước, là mặt hàng tăng cao nhất so với các ngành hàng khác.
Trong đó, các đơn hàng tập trung vào thị trường chính là Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu những tháng tiếp theo và cả năm. Tuy chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của thành phố, nhưng tỷ trọng xuất khẩu trực tiếp của ngành may còn khiêm tốn, chủ yếu là gia công theo đơn hàng cho nước ngoài. Do đó, giải pháp hỗ trợ thúc đẩy năng lực tự khai thác, sản xuất các mặt hàng may mặc của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm đáp ứng nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất xuất khẩu cần được thực hiện để nâng cao giá trị và có đột phá về chất trong hoạt động xuất khẩu nói chung và của ngành công nghiệp may mặc xuất khẩu nói riêng. Với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt được triển khai, từ đầu năm đến nay, việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, quận Hải An đã triển khai 16 điểm thu phí, bao gồm cả điểm thu tại cảng Lạch Huyện, phục vụ doanh nghiệp. Từ tháng 2 năm 2018, quận đã bố trí 2 điểm thu phí làm việc đến 20 giờ hàng ngày là điểm số 12 tại cảng cổ phần Đình Vũ và điểm số 13 tại khách sạn Dầu Khí. Bình quân mỗi buổi tối có khoảng 100 bộ hồ sơ nộp phí tại 2 điểm, số thu tại các điểm này tăng dần qua từng tháng. Việc triển khai thu phí ngoài giờ hành chính được các doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Công tác kiểm soát nộp phí được triển khai tích cực, việc xử lý truy thu các doanh nghiệp không nộp phí thực hiện quyết liệt. 8 tháng năm 2018, số thu đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng tạm nhập tái xuất chuyển khẩu là hơn 506 tỷ đồng, hàng xuất nhập khẩu đạt 541 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, cơ quan thu phí đã thực hiện rất nhiều giải pháp để nhằm đảm bảo thực hiện tốt dự toán thành phố giao trong 2018. Như quận đã đề ra một số giải pháp cụ thể như là sắp xếp bố trí toàn bộ các điểm thu phí cho hợp lý, và bố trí các điểm thu buổi tối đảm bảo làm sao tất cả doanh nghiệp có những lô hàng hóa xuất nhập khẩu muộn cũng có thể kịp thời xuất nhập khẩu trong ngày. Và ngoài ra chúng tôi cũng bố trí thêm một cái điểm thu phí tại huyện Cát Hải để đảm bảo các doanh nghiệp mà có xuất nhập khẩu ngoài cảng Lạch Huyện cũng có thể nộp phí ngay tại cảng. Và trong 8 tháng vừa qua thì chúng tôi đã thực hiện rất nhiều các giải pháp nhằm đảm bảo kiểm soát tốt nhất công tác thu phí cho thành phố giao. Năm 2018, dự toán thu phí thành phố giao cho quận Hải An là 1.800 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017. Số thu trên khả năng khó đạt chỉ tiêu so với kế hoạch do tác động của các yếu tố khách quan như số lượng hàng tạm nhập tái xuất giảm, đơn giá hàng lỏng, hàng rời giảm 20%. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân quận Hải An đang xây dựng hai phương án thu phí hàng lẻ đóng chung container, đó là thu theo tờ khai hải quan và thu theo số container. Để phấn đấu hoàn thành dự toán thành phố giao, quận tập trung phối hợp tuyên truyền thực hiện luật phí và lệ phí. Nghị quyết số 148 của Hội đồng Nhân dân thành phố phổ biến chủ trương, mục đích, ý nghĩa về việc thu phí tới các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cảng, nâng cấp hoàn thiện hệ thống phần mềm thu và quản lý nhằm hỗ trợ hiện đại hóa trong công tác thu và kiểm soát nộp phí, đối chiếu số liệu hàng hóa qua cảng với số thu thực tế, đồng thời phối hợp với các sở ngành và các chi cục hải quan trong công tác kiểm soát nộp phí. Ngày 8 tháng 9, sự kiện bốc thăm trúng thưởng The New Monaco Thêm xanh, thêm sang, nâng tầm đẳng cấp đã diễn ra tại khách sạn Hải Đăng, thu hút hàng trăm khách hàng tham dự. Chương trình có tổng giá trị giải thưởng lên đến 3,5 tỷ đồng, với giải đặc biệt là một xe Mercedes E250 trị giá 2,5 tỷ đồng, cùng nhiều giải thưởng giá trị khác. Tại sự kiện, khách hàng may mắn trúng giải cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi vừa sở hữu biệt thự đẳng cấp, vừa được trao tặng những món quà có giá trị lớn từ chủ đầu tư Vinhomes. Đây là lời tri ân đặc biệt mà chủ đầu tư dành tặng cho khách hàng mua biệt thự Vinhomes Imperia. Như vậy, với cảm hứng kiến trúc độc đáo, cùng nhiều yếu tố vượt trội như vị trí đẹp nhất, diện tích cảnh quan xanh lớn nhất, hệ thống tiện ích đặc quyền mới mẻ, The New Monaco Vinhomes Imperia đã mang đến cho khách hàng cơ hội cuối cùng sở hữu biệt thự sinh thái bậc nhất Hải Phòng. Sử dụng trang phục lịch sự nghiêm túc, đồng thời có cách hành xử phù hợp tại những chốn tôn nghiêm là việc cần làm đối với các du khách. Đây cũng là một trong những điều được quy định trong Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch đang được triển khai rộng rãi trên phạm vi cả nước. Đình đền chùa là nơi rất là linh thiêng. Chúng ta nên ăn mặc sao cho thể hiện cái thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ăn mặc kín đáo, lịch sự,
thể hiện cái sự tôn kính đối với thần, đối với Phật, đối với các cái bậc thánh, những người mà có công với dân, với nước. Thì về trang phục ấy, thì lựa chọn những trang phục nhã nhặn, lịch sự, tránh tuyệt đối những trang phục mỏng, xuyên thấu, những trang phục quá ngắn. Trong không gian rất là thanh tịnh, rất là linh thiêng của chùa, của đền, của đình, việc mà giữ trật tự đó là cái điều bắt buộc và cần thiết mà du khách mỗi chúng ta khi đến đó phải hết sức chú ý. Nó vừa thể hiện cái văn hóa cũng là vừa sự thể hiện cái tôn trọng đối với bề trên. Thì đây nó là cái truyền thống của dân tộc ta từ xưa đến giờ rồi. Du khách của mình đó là hãy thể hiện cái văn hóa về ứng xử, về ăn mặc để nâng cao cái văn hóa khi đi lễ đình, lễ đền, lễ chùa, và cũng là cái mà để cho du khách nước ngoài cũng như là bạn bè khắp năm châu khi đến với Việt Nam của chúng ta, họ nhìn vào cái cách chúng ta ứng xử để họ có thể nhìn vào học tập để mà nhập gia tùy tục. Bởi chúng ta là những người chủ nhà đúng không, thì thứ nhất mình là phải thể hiện cái sự tôn trọng và mình phải thể hiện cái sự nề nếp của mình, nó phải là chuẩn chỉ, nó phải là quy tắc, nó phải đúng đắn thì mới có thể là cái tấm gương để cho các cái bạn bè quốc tế đến và họ nhìn vào đó để họ có cái ứng xử cho nó hợp lý. Với hàng trăm nghìn học sinh đến trường mỗi ngày, không chỉ góp phần gia tăng áp lực giao thông mà nguy cơ tai nạn giao thông cũng tăng cao, nhất là khi số học sinh tự đi về bằng phương tiện cá nhân rất lớn. Để giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh, ngay từ đầu năm học, các nhà trường đã chủ động có những giải pháp thiết thực. Nằm trong con ngõ nhỏ, khu dân cư đông đúc, mật độ phương tiện lưu thông lớn, thế nên tình trạng ùn ứ giao thông, đặc biệt trước giờ vào học và giờ tan học, khu vực trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn là điều dễ hiểu. Trường Tiểu học Núi Đèo của huyện Thủy Nguyên cũng ở trong tình trạng tương tự. Chưa kể một số phụ huynh đưa đón con em đến trường, dừng đỗ phương tiện trên vỉa hè, lòng đường, gây ùn tắc giao thông. Trước thực trạng trên, một loạt giải pháp đồng bộ đã được các nhà trường triển khai nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông khu vực trường học. Nhà trường đã ban hành một cái nội quy rất là riêng về thực hiện an toàn giao thông, trong đó liên quan đến cái vấn đề khen thưởng và sẽ xử lý học sinh khi học sinh vi phạm. Tất cả học sinh của nhà trường khi đã tham gia giao thông phải bắt buộc phải chấp hành luật giao thông đường bộ. Và trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn đã tổ chức rất là nhiều cái hoạt động có ý nghĩa, và chính là những cái hoạt động có ý nghĩa và đặc biệt là có cảm xúc sẽ gây ấn tượng mạnh cho các em học sinh trong cái việc tham gia giao thông của học sinh nhà trường. Ngay từ đầu năm học, các nhà trường đều có thông báo nhắc nhở phụ huynh học sinh tuân thủ các quy định khi đưa đón con em ở cổng trường, tránh ùn tắc và giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Ở một số trường học, phụ huynh khi đi đón con được phép đưa phương tiện vào sân trường và lưu thông theo sự phân luồng, hướng dẫn của nhà trường. Để giảm thiểu cái ùn tắc giao thông thì trường chúng tôi cũng đã làm những cái hàng rào để ngăn cách giữa cái khu vực của tập trung học sinh với cái khu vực chờ cho phụ huynh, và cũng đã phối hợp với Ban An toàn giao thông của huyện cũng như là của thị trấn để phân luồng cho đảm bảo là phụ huynh đi theo cái lối hướng một chiều. Cùng với sự chủ động của các nhà trường, lực lượng cảnh sát giao thông các quận huyện thường xuyên tuần tra kiểm soát, chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường, xử lý nghiêm các hàng quán rong, lấn chiếm lòng đường vỉa hè theo quy định. Đây còn là cơ sở để năm học này, thành phố phát huy và nhân rộng mô hình để vấn đề an toàn giao thông học đường không còn là mối lo ngại của cộng đồng. Thông báo tổ chức đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố với chủ đề tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn tại thành phố Hải Phòng. Từ 15 giờ đến 15 giờ 35 phút ngày 18 tháng 9 năm 2018, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng sẽ chủ trì đối thoại trực tuyến với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử thành phố về các vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn của Sở Y tế Hải Phòng. Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm gửi câu hỏi ý kiến qua các địa chỉ sau: chuyên trang đối thoại trực tuyến cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ đối thoại trực tuyến .haiphong.gov.vn, số điện thoại 02253821055 của Ban biên tập cổng thông tin điện tử thành phố trong giờ hành chính, thư điện tử của Ban biên tập cổng thông tin điện tử thành phố, cổng thông tin điện tử a.haiphong.gov.vn. Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 7 tháng 9 năm 2018 đến 15 giờ 20 phút ngày 18 tháng 9 năm 2018. Trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia gửi câu hỏi, ý kiến.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời sự tiếp theo.